Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách để bảo quản được những cái chanh mà mình bỏ tủ lạnh đó. Nó sẽ tươi rói lên thôi các bạn. Ở đây là cái chanh này mà mình cắt đại xong cái mình bỏ vào tủ lạnh đại nè, thì mình để qua một ngày thôi thì cái chanh nó lại bị khô và héo như thế này các bạn, nó rút lại các bạn ha. Đó, và cái mặt này. Đó, các bạn thấy không? Như vậy nó sẽ không còn tươi nữa các bạn nha. Mà mình để tủ lạnh mà nó lại không bị tươi như vậy chắc chắn là mình sẽ không sử dụng được các bạn nha. Rồi thì để mà bỏ tủ lạnh mà nó vẫn còn tươi xanh đó các bạn, thì các bạn áp dụng theo cái mẹo này của mình nè ha. Rồi thì ví dụ nha, các bạn sử dụng một trái chanh đúng không, các bạn sử dụng rồi các bạn sử dụng một nửa như thế này và các bạn không sử dụng tiếp nữa và còn dư các bạn, thì các bạn sẽ bỏ úp vào đây cái chén này cho mình ha. Đó, các bạn bỏ úp vào cái chén như thế này, sau đó các bạn dùng cái màng bọc thực phẩm ấy các bạn. Đó, rồi mình sẽ sử dụng một cái màng bọc thực phẩm như thế này nha các bạn nha. Đây, đó, những cái màng bọc thực phẩm này chắc chắn là bất cứ nhà nào cũng sẽ có nha các bạn nha. Đó, nó rẻ mà nó lại tiện dụng nữa các bạn nha. Đó, mình sẽ bỏ những cái chanh mà mình đã cắt phân nửa rồi còn dư á, mình không xài nữa, mình bỏ vào đây. Rồi xong cái mình lấy bằng bọc thực phẩm như này, mình trùm lại cho nó kín lại. Đó, là mình để cho giống như là mình để vào tủ lạnh đó, thì gió đó các bạn, hơi gió nó sẽ không có vào được ha, nó sẽ không lọt vào trong đây được, thì cái chanh của mình nó sẽ phải tươi, nó sẽ không có bị khô mặt nha các bạn nha. Đó, nó sẽ tươi hoài luôn. Còn nếu mà những trái chanh mà mình chưa chưa sử dụng tới á, mình chưa có cắt ra các bạn, những trái chanh còn nguyên như thế này nè, mà các bạn bỏ tủ lạnh rồi, các bạn muốn để sử dụng lâu lâu ngày các bạn có thể sử dụng được 1 tuần lễ đến 2 tuần lễ mà nó vẫn không bị héo á, thì cũng áp dụng theo cách này nè. Các bạn cũng sẽ lấy cái màng bọc này các bạn bỏ vào các bạn nha, các bạn quấn từng trái lại thôi. Đó, các bạn quấn từng trái lại như thế này. Rồi các bạn bỏ tủ lạnh ha. Đó. Đây các bạn. Còn nếu như các bạn không có màng bọc thực phẩm các bạn có những cái túi bóng các bạn, những cái túi bóng mà trên cái miệng của nó có cái gờ để mình gài lại, mình xem mình kéo lại á, thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái bọc đó nha, những cái túi bóng đó nha. Đó, mình bỏ vào và mình kéo cái túi bóng nó lại thì mình bỏ tủ lạnh, nó bảo đảm các bạn là những trái chanh đó khi mà mình sử dụng nó sẽ lên rất là lâu luôn, tầm 1 2 tuần lễ nó vẫn không sao các bạn nha, không có bị héo các bạn nha. Đó thì đây chính là những cách mình muốn chia sẻ đến cho các bạn, khi các bạn sử dụng chanh mà muốn nó được tươi lâu ngày á, là sử dụng được lâu dài á, các bạn áp dụng theo cách này của mình bảo đảm là chanh nó sẽ tươi nha các bạn nha, không có bị héo như trái chanh đầu tiên mà mình cắt ra nha các bạn nha. Rồi mình hy vọng cái video này nó sẽ hỗ ích cho các bạn khi các bạn gặp những trường hợp mà cắt chanh thế này nha, áp dụng nha. Rồi nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hỗ trợ các bạn thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.